Tết Phật Đản ơi! Năm nay, Tết Phật Đản có một chương trình mới hết sức đặc biệt, đó chính là không gian ẩm thực Tết Phật Đản đấy. Mọi người đã được thưởng thức các món ăn ngon ở đây chưa? Trong không gian ẩm thực có đến 84 món ăn mang ý nghĩa biểu trưng cho vị cam lồ trong Phật Pháp, hóa giải cho 84.000 điều phiền não, giúp mọi người được mát mẻ, an lạc, giải thoát. Để làm nên 84 món ăn này, Phật tử chúng mình đã cùng nhau chuẩn bị từ nhiều ngày trước đại lễ. Nào là xào nấm, làm cuốn nộm, trộn miến, viên đậu, nem chay cho mà bún đậu, rồi lại đến bánh bao, bánh đúc, bánh gật gù. Ai cũng làm việc lên tay, nhưng không khí ở nhà bếp hết sức rộn ràng, tràn ngập sự hân hoan của ngày Tết Phật Đản. Bao nhiêu món đặc sản ba miền đều được các Phật tử chuẩn bị cẩn thận, chu đáo. Đây cũng là cơ hội để mọi người phần nào trải nghiệm về nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên dải đất hình chữ S thân yêu của chúng ta, theo hướng dẫn tổ chức Phật Đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi thấy đây là một cái nét văn hóa Phật giáo đặc biệt là rất giàu ý nghĩa, làm cho người ta cảm thấy đi tu nó không còn là cái gì đấy nó nặng nề hay là cái màu nó ảm đạm, mà người ta thấy nó lại vui thế này, nó lại hấp dẫn thế này, nó lại có thể nói là rất là tuyệt vời thế này. Muốn cho Phật Pháp được lan tỏa rộng khắp thế gian, tôi nghĩ là sau cái lễ hội này, cái dư âm, cái tiếng vang, cái tiếng tốt của nó sẽ còn lan tỏa khắp mọi nơi. Trước khi biết đến Phật Pháp thì bản tính của mình rất chi là nóng và rất chi là khó kiềm chế được những cơn nóng giận như là ở trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thì từ khi biết đến Phật Pháp thì mình đã biết kiềm chế được cái tâm của mình hơn, như kiểu là lắng tâm xuống ấy. Trong cuộc sống nó tốt đẹp hơn nhiều. Nếu mà tất cả mọi người đều mà biết đến Phật Pháp, tu tập theo chính pháp thì mình nghĩ rằng mọi người sẽ biết yêu thương nhau nhiều hơn và không còn oán thù nữa. Trong cuộc sống thì sẽ lúc nào cũng cảm thấy là tốt đẹp. Bởi vì như vậy nên là mình rất chi là mong muốn Phật Pháp ngày càng lan tỏa rộng trên toàn đất nước Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Vui thay Phật xa đời, vui thay Pháp đường sáng, vui thay tăng hòa.